rồi xong rồi em coi nó lên đủ tua rồi em chỉnh lại cho anh cái nó chế máy này không bị chứ. Nói chung không bị là em không làm, cái nào bị em mới làm. Xin chào các bạn, mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh mình nha. Hiện tại thì mình vẫn còn ở Bến Tre, ở đây là cụ thể là thành phố Bến Tre các bạn. Thì hôm trước mọi người cũng đã xem Lộc chỉnh sửa một cái động cơ là Isuzu 4BD1 của anh Dũng, đoàn tàu du lịch ở Bến Tre. Thì anh Dũng thấy cái động cơ mà Isuzu đó Lộc chỉnh sửa xong thì chạy phải nói là khá rất là đạt và rất là vừa ý, cho nên là anh Dũng mới kêu Lộc tiếp tục là chỉnh sửa một cái động cơ trên một chiếc thứ hai của anh. Thì đây là một cái động cơ Yamaha 13B. Thì tình trạng thì nó cũng nôm na na ná với cái động cơ hôm trước Lộc chỉnh sửa, nhưng mà anh nói thì con này nó có lẽ là hơi nặng hơn cái chiếc kia chút xíu. Thì để coi một chút xíu nữa Lộc chỉnh sửa và kiểm tra, đề lên kiểm tra thì coi là cái này nó có tình trạng như thế nào ha. Nó như thế nào Dũng à? Mai nó bị khâu trắng với gan tì nó cầm đó. Dạ. Khối trắng với ganti cà lăm. Cái ăn dầu thì nó có dầu nhiều không anh? Dầu thì nó không ăn nhiều nhưng mà chắc có thể hao. Dạ. Thấy khối trắng. Anh cho em hỏi một cách tế nhị cái nữa là cái trường hợp máy mình có khắc phục sửa chữa hay là có chỉnh đồ ở đâu ha? Ở trên chưa ha. Giống như mình mua bãi sao làm vậy vậy? Đúng rồi. Dạ mình chạy với thời gian thì nó bị vậy thôi ha. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi. Cái cho nó sát cho anh để ngọn luôn nữa. Anh đây có này, anh đây có này. Thank you.
lên da cống ngược thôi. Nhưng mà cái tình trạng hôm nay là bên đây là chỉnh bị khó chắn nha các bạn. Cái chỗ mà lọc mới mở da là cái nguyên nhân mà lên da lớn. Giống như lại sao mà lên được. Không bao giờ mà cái bệnh hứa chắc luôn. Rồi dạ cứ chạy thử đi, cái tình trạng này là nó bị cái máy có một máy đó các bạn. Rồi xong rồi em coi nó lên đủ tua không, rồi em chỉnh lại cho anh cái nữa. Cái máy này không bị chưa? Nói chung không bị là em không làm. Cái nào bị em mới làm, chứ không phải là lấy tiền. Kiểm tra vừa là thấy cái nguyên nhân thì trước như bây giờ thì sao? Lộc có nói là cái máy nào mà thật sự là bệnh nặng Lộc có nhận làm ha, còn cái này là Lộc có lẽ là hỗ trợ thôi các bạn. Bây giờ anh sẽ lùi ra chạy thử trực tiếp luôn. Lần đầu tiên từ ngày mà mình đi quay cho Lộc thì chỉ có cái video này là độc nhất vô nhị ha. Lộc không cần đụng chạm chìa khóa luôn, chỉ vẽ một cái cây mô lớn thôi là cái máy đã lên ra được 50%. Cái này mình xin đính chính là không phải Lộc chỉnh sửa mà chỉ là nó bị kẹt thôi là mở ra thôi. Nếu cho người ta chạy nhưng người ta không có biết rồi các bạn. Lại dùng ống nước các bạn ơi. Nước rồi em anh. À, lấy cái vít hay cái gì dặn vô đi anh để nó vuột nó ra anh. Ủa anh Dũng, như là trước giờ cái ghe mình máy mình chạy được 50% ga nó cứ ngắt gì hoài luôn hả? Đúng rồi, thì lên tới đó nó ống nước nó đâu có vuột đâu. Dạ. Đó giờ không có vuột. Rồi bây giờ đi chơi. Tên ghế vậy nè bạn. Tên ghế nè nè. Một cái lỗi nó là khá là nhỏ nhưng mà nhiều khi anh Dũng cũng sơ ý. Vậy nếu như mà anh Dũng bây giờ chạy cái máy đạt lên thì anh Lộc ngày hôm nay sẽ phá kỷ lục của anh Lộc là sửa cái máy thứ hai là nhanh hơn cái máy kia nữa. Đúng. Trước máy kia là 5 phút, máy này chừng 2 phút à. Câu chuyện khá là đau đầu luôn các bạn.
lên tới đó cái đường ga nó dính đồ rồi, nó không lên được nữa. Không biết là để nó ồn quá mình nói nó lập cái này kiếm mua cái áo khác đền lên lập. Giờ không thể thấy ngồi quá nhiều đây ga lông. Và cụ thể cái chứng bệnh của cái máy Yamaha 13B này, Lộc phán đoán là cái máy 2 thì nó hơi yếu nhẹ thôi. Cái này thì Lộc hỗ trợ cho anh Dũng ha. Còn riêng về cái vấn đề tại sao mà mấy bữa nay anh Dũng chạy không lên ga lớn được, cứ tầm 20-30% cho tới 30% ga là nó là bị kẹt lại, nó không lên được nữa. Thì anh Dũng tưởng đâu là cái máy nó bị gì đó bên trong, nhưng thật sự không phải. Lý do là cái cần ga nữa các bạn. Cái cần này nè, nó bị đụng vô con ốc thôi, cho nên là lên cái tới đó là bị cứng lại thôi. Còn anh Dũng này chuyên về ảnh chỉ là chạy đưa rước khách, cho nên là những cái vấn đề này ảnh không có biết, không biết á. Thì Lộc lại kiểm tra thì thấy cái này, thì Lộc mới bẻ cái này ra. Thì chạy được hết ga rồi, nhưng mà vấn đề cái máy số 2 thì yếu, chạy nó ra khối khá là nhiều. Thì bây giờ Lộc mới chỉnh xương xương lại hỗ trợ anh Dũng ha. Vấn đề bên heo á, thì Lộc đang kiểm tra cái máy lại. Đúng rồi. Thấy không? Đó, điều 4 máy đó. Bên đây thì có mấy cái chú nãy giờ thì mới phát hiện là ở đây thì Lộc máy cổ đang sửa máy, cho nên là đứng bên kia dòm bên đây cho xem Lộc sửa máy các bạn. Rồi ổn chưa em? Sắp ổn rồi, sắp ổn rồi, chưa ổn. Qua dữ. Em để ý nãy giờ là khoảng 5 phút là anh Dũng lúc nào cũng cười nghe anh Dũng. Thật sự thì một cái máy mà không có tình trạng hư nhưng mà lên ga không được, thật sự rất là bức xúc. Nhưng mà Lộc chỉ nói một cái đơn giản thì anh Dũng bên ghe các bạn cực kỳ là vui ha. Trong khi mình nói
anh em mình muốn nói chơi chơi này kia để cho cái không gian và không khí mọi người xem phim nó không có bị nhàm chán thôi, chứ không có cái ý gì như các bạn. Ở đây đi du lịch luôn chú ơi. Xong rồi cởi đi ra đây đi du lịch con luôn nè. Vậy chạy thử máy rồi. Chạy thử vòng giờ đây chú. Làm vui vẻ đâu ơi, chú về nha. Dạ. Mấy anh em vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn chú. Lâu rồi hâm mộ đó mà giờ mới gặp ở ngoài đời. Dạ. Đã chỉnh xong mấy cái vấn đề bên theo rồi các bạn, nói chung là bây giờ là ổn định tất cả rồi. Bây giờ anh Dũng sẽ chạy ra test lại một lần nữa. Hồi nãy thì chạy đã bốc rồi nha, nhưng mà tình trạng khối còn rất là nhiều. Để coi bây giờ là anh chạy đi là tình trạng khối còn không ha. Cái ga thì lên đã maximum 100% rồi. Hồi nãy anh Dũng anh có nói là tình trạng lúc trước là không có xì nước, và sau khi mà lọc lên hết công suất máy, hình như mấy cái lỗ một nó đã bị bứt á, bây giờ nó đã xì ra luôn, nó chảy từ lơ ở trên các bạn. Vấn đề đó bạn sẽ khắc phục sau nha. Im gu các bạn, có máy không lắc không gì luôn ha, là cái tiếng nó không còn nổ cà lâm như anh nói nữa. Yeah,
cái ý kiến như cái kết quả sau khi lập khắc phục thì nguyên nhân thì thấy như thế nào? Thấy chạy không ạ? À? Ngon lành ha, đúng lệnh chưa? Đúng rồi. Cái vấn đề thối thì thấy như thế nào? Phải không? Hết thôi. Hết thôi ha. Trong một vòng luôn á. Rồi em cảm ơn. Thì như vậy là mọi người và các bạn cũng đã vừa xem trọn vẹn một cái đoạn phim mà không biết nãy giờ là khoảng bao nhiêu phút, nhưng mà cái tình trạng máy hôm nay phải nói là lọc chỉ nếu mà nói một dùng một từ mà gõ một cây chìa khóa hết bệnh thì thật sự thì hơi gọi là hơi lố lăng quá, nhưng thật sự thì cái máy này không bệnh các bạn, nhưng mà chỉ làm nhẹ một cái là cái máy nó chạy hết ga được. Thì anh Dũng bên tàu du lịch ảnh có thật sự là rất là vui mà phấn khởi cực kỳ ha, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mong rằng qua video này thì mọi người sẽ đánh giá về lọc sửa máy, nói về cái tấm lòng hay là một người thợ nào đó, thì mọi người hãy để xuống vô cái phần bình luận giúp mình nha. Chào tạm biệt các bạn.